say xe à? Đi say xe à? Đi được có một đoạn là say rồi. Đấy, hai anh em là đi từ trong kia ra đây. Úi dồi, chỗ này lạ nên là gì nó không nhận biết rồi. Vừa va đập vào cái thành. Đấy. Cho cháu bơm nhờ quả bóng. Còn cháu bơm cái. Vâng. Bơm vừa vừa đấy, đừng căng quá nhé chú nhé. Có lên không chú? Lên. Vâng. Lên từ từ. Cái hơi mình hơi yếu hay sao? Không, nó lên từ từ. Vâng. Cho xem được chưa? Được rồi đấy. Được rồi. Bây giờ được chắc được rồi. Được chưa gì? Thì thấy được chưa? Được chưa? Đúng. Rồi, đây anh xem mà. Ừ, chưa, chưa. Hơi non. Cho một tí nữa. Được rồi chú ạ. Đi cầm đi. Cầm đi. Thì đập thế nào được chưa? Đi. Hả? Đập xuống đất xem được chưa? Được chưa? Được. Được rồi đúng không? Vâng. Thế đi về nhá, đi về xóm chơi nhá. Vừa rồi đưa Di đi bơm bóng. Thì đưa quay lại thì chị Mỉ, mẹ của Di ấy, thì lại đi ra ngoài thị trấn để mua xăng và mua đồ ăn. Đấy, chị dặn là đưa Di vào trong nhà cô Say. Đấy. Đây là cô là cô Say nhờ. Vâng, đấy, thì là cho Di ở đây. Chút nữa thì là chị Mỉ đi chợ về thì sẽ đón Di. Đấy. Bóng này thì trời sắp tối rồi. Để mai chơi nhá. Ừ. Đấy, cô cất đi, trong này là có mấy gói xúc xích. Cháu không mua kẹo đâu, mua nhiều kẹo họ trẻ con ăn là hỏng hết răng. Vâng. Đấy. Ở đây với đại bà nhá. Bà hay là gì ạ? Bà. Là Di phải gọi cô là bà. Ừ, gọi là bà. Vâng, thế là đây gọi gọi bà là cụ nhỉ? Ừ, cụ. Cụ nhìn đẹp láo lắm nhỉ? Vâng. Đấy. Nhà mình là... Nó bảo là rét quá, thì bảo về nhà nó bảo thế. À. Di bảo rét quá thôi, là không đi chơi là về nhà. Vâng, thì là cho Di ở đây với cô. Vâng. Hôm nay cháu vào là gặp chị Mỉ để bàn với chị Mỉ việc là đưa Di đi Hà Nội khám mắt. Vâng. Không biết là chị Mỉ đã tiêm vaccine chưa nhỉ? Tiêm rồi. Tiêm rồi đúng không? Hai lần rồi. Hai lần rồi, hai mũi rồi. Vâng. Đấy, thì là vậy là tốt rồi. Tiêm hai mũi thì là đi Hà Nội nó thuận tiện rồi. Vâng. Còn Di nhỏ tuổi quá, chưa được tiêm. Đấy, Di ở đây nhá. Lo chỗ xá chứ, chứ muộn. Rồi. Cô cho Di ở đây nhá. Vâng, vâng. Muộn thì cháu xin phép đi về. Vâng, vâng. Vâng. Về nhà chợ một tí. Vâng, ôi dồi ôi. Anh này đi quỳ nước à? Đây, cho. Xinh ơi. Kẹo đã. Cho một cái xúc xích, một cái kẹo. Anh là tốt tuần. Ừ. Ra nhà chợ. Cháu vào rồi, cháu vừa vào trong nhà chú thì thấy chơ đang chơi ở trong. À. Thấy đóng cửa, nhà mới đóng cửa. À, vừa đi các cỏ chưa về. Vâng. Mưa lên giàu rồi. Hôm nay thì đi về nhà Di. Anh em á. Thôi anh muộn rồi, anh xin phép về. Đấy. Cô cho Di ở trong nhà nhá. Vâng, gửi cô. Đấy thì cháu cũng xin phép đi về đây. Vâng. Video của em ngày hôm nay cũng xin được phép kết thúc tại đây.
xin hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo trên kênh YouTube Cực Bắc TV. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.